khiến người dân xứ Thanh tự hào mỗi khi nhắc đến. Cách thành phố Thanh Hóa 46 km về phía Tây Nam, Vườn Quốc gia Bến En là địa điểm du lịch sinh thái đầy hấp dẫn đối với bất kỳ ai yêu thích vẻ nguyên sơ của tự nhiên. Vườn Quốc gia Bến En có hồ sông mực với diện tích 3.000 hectare và độ sâu 30 mét, là nơi bảo tồn và phát triển hệ thủy sinh. Giữa hồ sông mực là hệ thống 21 hòn đảo lớn nhỏ được ví như vịnh Hạ Long trên cạn của xứ Thanh. Không chỉ có đại ngàn hùng vĩ, Vườn Quốc gia Bến En còn là nơi bảo tồn không gian sinh hoạt văn hóa bản địa và du lịch sinh thái hấp dẫn. Một không gian xanh mở ra với ngút ngàn cây rừng đá núi, mênh mang sóng nước, tạo nên cảnh sắc sơn thủy hữu tình, là điểm đến lý tưởng cho du khách ưa thích khám phá và trải nghiệm những tuyệt tác của thiên nhiên.